thì chúng ta bây giờ hãy nói tới tình hình của thị trường crypto đi. Thì đầu tiên hết đó, các bạn thấy được là cách đây khoảng chừng là hơn 2 tuần đó, sau khi mà vài tháng có cái sự kiện là chúng ta thấy sự sụp đổ của Tether, chúng ta thấy cái sự sụp đổ của những công ty khác như là Celsius hay là Voyager. Thì thường cũng đã chờ đợi một thời gian các bạn nhớ là đến thời điểm đó thường vẫn tích cực, tích lũy BTC. Tại vì sao thường chia sẻ thêm với các bạn một lát nữa để các bạn hiểu rõ hơn. Nhưng mà cái thời điểm mà chúng ta thấy là có công ty Tether khai bảo vệ phá sản đó Trước đó chúng ta đã có cái công ty Voyager và công ty Celsius Thì lúc đó thường lại nghĩ là có khả năng rất cao là Three Arrows khai bảo vệ phá sản đó chính là khoảnh khắc Lehman Brothers của cái thế hệ của chúng ta Thường cũng đã từng chia sẻ thông tin trên mạng với các bạn rồi thì nếu như mà đó là cảnh sát green Brothers đó, thì chúng ta sẽ thấy được là cái hiệu ứng domino sẽ bắt đầu và sau đó thị trường sẽ có cái sự ổn định trở lại và chúng ta sẽ bắt đầu là có cái sự hồi phục tại vì khi mà những công ty xấu đó những công ty mà không có tính thanh thoảng đó bị loại bỏ thì chúng ta chỉ còn những công ty mạnh mà thôi cũng giống như là những người nào mà không có lòng tin Trong thị trường này bị loại bỏ thì chúng chỉ còn lại những người mà có lòng tin mà thôi thì thị trường sẽ tự ổn định và sẽ tự có sự tăng trưởng trở lại nhưng mà các bạn thấy được là cuối cùng nữa đó, đó đã không có đúng rồi các bạn đâu có ai có thể là thấy được cái sự sụp đổ nhanh chóng của FTX đầu Ngay cả những người mà trước đây đã có nhiều nghi vấn liên quan tới Sam và FTX Như thường đã chia sẻ với các bạn trước đây Ngay cả những người đó cũng không có thể tưởng tượng được là trong thời gian chỉ có 5 ngày thôi Là sàn FTX đã phải khai bảo vệ phá sản rồi Đây là một cái sự kiện thật sự là quá nhanh luôn Đối với lại nhiều người Và bây giờ đó thì sự kiện đối với thường nó đã rõ ràng hơn một chút Là có khả năng rất là cao luôn Tuyero chính là khoảnh khắc Bear Stone của chúng ta và FTX chính là khắc Lehman Brothers. Nếu như là như vậy đó thì mọi người sẽ thấy có một cái đợt dominoes và nhiều công ty đó có thể là bị ảnh hưởng nặng liên quan đến sự kiện của FTX và chúng ta đang chờ đợi xem những công ty đó là những công ty nào. Hiện bây giờ đó thì dựa theo tài liệu chúng ta nhận được đến từ tòa án đó thì có thể là có hơn hàng ngàn, hơn ít nhất là một ngàn những cái chủ nợ của FTX luôn. Những cái công ty đó là công ty gì và FTX nợ họ bao nhiêu và cái số nợ đó có khả năng làm cho họ bị phá sản hay là không hay là ảnh hưởng lớn hay không chúng ta vẫn chưa biết được cho nên bây giờ đó cái sự lo lắng đó là chúng ta vẫn chưa rõ ai là ai ai thật sự mạnh ai thật sự đang cố gắng gồng thời điểm hiện tại và đang trên bờ vực phá sản hiện tại thêm vào đó là chúng ta vẫn chưa có rõ là luật sẽ ra sao thì chúng ta cũng đã biết là luật sẽ có và có thể có rất nhanh chóng luôn cái sự kiện FTX này đó cái sự ảnh hưởng rất là lớn như là thường chia sẻ với các bạn là những người rất nổi tiếng những nghệ sĩ đó cũng bị dính vào cái vụ này cho nên họ sẽ nhanh chóng ra luật, thuận nghĩ là như vậy, thì mới đầu thuận nghĩ là luật sẽ khiến cho thị trường này nó có một cái sự đau đớn tạm thời nhưng mà dài hạn nên thuận vẫn tin đó là điều tốt nhưng mà chúng ta thật sự vẫn chưa biết luật sẽ ra sao và nhiều người lo lắng bây giờ đó là có khả năng nhiều họ đó sẽ lập tức được liệt vào là chứng khoán khả năng đó là bao nhiêu đó thuận không thể nào chia sẻ với bạn được nhưng mà đó hoàn toàn là có cái khả năng đó nhưng mà chúng ta hãy nói tới những cái thông tin này đó thì có ảnh hưởng gì đến cái chiến lược đầu tư của thuận thì các bạn trước hết á, hãy nhìn vào đây là cái danh sách của những đồng lớn trong thị trường hiện tại. Chúng ta chỉ nói tới những đồng lớn mà không tính những cái altcoin đi, nói tới 10 đồng lớn thôi. Chúng ta có Bitcoin, Ethereum, chúng ta có BNB, chúng ta có XRP, Cardano, Dogecoin, Polygon, Polkadot, Solana và Shiba Inu. Thì nhìn vào cái 10 đồng lớn này đã không tính những cái đồng ổn định Thì các bạn thấy được là nhiều đồng trong cái thấp 10 này đó nhiều bạn rất tin tưởng Và nhiều bạn cảm thấy được là cái giá bây giờ đã thực sự là rất đẹp Để cho các bạn đầu tư dài hạn Chờ đợi cái ngày mà thị trường tăng trưởng Và những năm này nó sẽ cho các bạn lợi nhuận tốt Thì đó là suy nghĩ của rất là nhiều người Và ngay cái bản thân Thuận nó trước đây không có nhiều kinh nghiệm cũng nghĩ như vậy Nhưng mà để thông chia sẻ với các bạn một số những thông tin khác Rồi các bạn có thể tự đưa ra quyết định cho bản thân của mình các bạn hãy nhìn vào đây đó là cái hình chụp lại của Coin Market Cap vào ngày 2 tháng 2 năm 2014 đó có nghĩa là cái chu kỳ tăng trưởng của thời điểm đó thì để chia sẻ với các bạn 10 đồng lớn lúc đó là 10 đồng nào chúng ta có thể nhìn thấy trên màn hình đó, chúng ta vẫn có Bitcoin thứ nhì là Litecoin thì nhiều bạn nói là tại sao không phải là Ethereum tại vì năm 2014 đó các bạn thì vẫn chưa có Ethereum đâu cho nên Litecoin đứng thứ nhì XRP đứng thứ ba, Peercoin đứng thứ tư, NXT đứng thứ 5, Omni đứng thứ 6, Dogecoin thứ 7, Namecoin thứ 8, Quark thứ 9 và BitShare PTS là đứng thứ 10. Thì các bạn đã nhanh chóng nhận ra được đó là nhiều đồng trong top 10 này, biết bao nhiêu là người tin tưởng trong thời điểm đó và biết bao nhiêu là người đó trung bình giá hay là đầu tư dài hạn tại vì nghĩ là những chu kỳ sau đó những năm này sẽ tăng trưởng trở lại tại vì đây là những đồng top mà nhiều người tin tưởng trong thời điểm đó và cái giá bây giờ rất là tốt. Nhưng mà kết quả ra sao thì các bạn đã biết rồi Chúng ta hãy chuyển qua để nói tới năm 2017 đi chúng ta thấy được đây là cái hình chụp lại vào ngày 15 tháng 10 đó năm 2017 thì chúng ta thấy được là ở thời điểm đó đó, những đồng thấp những đồng nào chúng ta có bitcoin ethereum xrp bitcoin cash litecoin dash NEM, monero neo và bitcoin thì các bạn thấy được là chúng ta lại có cái sự thay đổi trong cái thấp 10 này nhiều đồng người ta hy vọng là sẽ tăng trưởng tiếp tục tới cái chu kỳ năm 2017 đã không xảy ra rồi các bạn và chúng ta bây giờ hãy chuyển qua cái chu kỳ gần đây nhất đó chính là tháng 11 năm 2021 đi thì hình chụp ngày 28 tháng 11 đó của năm ngoái cho chúng ta thấy được gì? Chúng ta thấy được là những đồng lớn đi, chúng ta nói tới Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Solana, Cardano, XRP, Polkadot, Doge, Avalanche và Shiba Inu. Đây đó là cái top 10 đồng tính cho đến cuối năm ngoái. Thì các bạn thấy được là mỗi một chu kỳ nó đều thay đổi rất là nhiều và cái sự thay đổi lớn hơn đó là những cái altcoin. Cho dù là những altcoin đó mà nhiều người cho là nằm trong cái top 10 cộng đồng lớn nhưng mà các bạn thấy được cộng đồng nó cũng có thể là phai mờ theo thời gian và nhiều sự kiện có thể xảy ra. Cho nên đó, mỗi một cái chu kỳ đó thì thuận đều có một cái suy nghĩ là đầu tiên hết đó, chúng ta nên tập trung vào BTC đó là cái suy nghĩ cá nhân của thuận mà thôi các bạn có thể tự ra quyết định cho bản thân của mình lý do tại sao đó là tại vì cho dù là các bạn thấy được là có rất là nhiều đồng ở thời điểm hiện tại các bạn nghĩ và tin tưởng là những đồng này đó là tương lai các bạn thấy được là bây giờ giá quá rẻ so với cái giá mức cao chỉ cần là giá hồi phục lại phân nửa cái đỉnh thôi thì các bạn đã lời rất nhiều rồi nhưng mà cái mà các bạn cần phải suy nghĩ đến đó là cái khả năng là đồng này đó sẽ biến mất và không còn là đồng thấp nữa và có nhiều đồng đó trước đây là trong cái thấp 10, thấp 20, thấp 30 nhưng mà đã hoàn toàn không thể lập đỉnh mới cho dù là thị trường đã tăng trưởng rất là nhiều trong năm 2021 thì khả năng đó đó là bao nhiêu các bạn cần phải có cái kỹ năng phân biệt được đồng nào có thể tiếp tục tiến tới năm 2025 và hơn thế nữa. Đó là cái điều khó khăn đó các bạn. Cho nên mỗi lần mà chúng ta có một cái chu kỳ đi xuống đó thì thuận đầu tiên vẫn chú tâm vào BTC nhiều hơn tại vì thuận có lòng tin cao nhất là BTC bao nhiêu năm qua cũng như vậy Ethereum là đồng thuận có lòng tin thứ nhì nhưng mà đến bây giờ đó tại vì à, trước đây đó khi mà chưa có sự kiện của FTX đó, thì thuận nghĩ là chúng ta đã một năm trong cái thời kỳ đi xuống này rồi thì có khả năng rất cao là những cái công ty xấu đã bị loại bỏ những đồng yếu đã bị loại bỏ và cái danh sách chúng ta có hiện tại đó thì có khả năng là cái danh sách sẽ sống sót qua cái mùa này và sẽ tiếp tục tăng trưởng cho cái mùa tới nhưng mà khi mà có thông tin của FTX á, cách đây khoảng chừng một tuần thì các bạn thấy được là cái suy nghĩ đã thay đổi rồi tại vì bây giờ có sự kiện FTX á, chúng ta cần phải chờ thêm một thời gian nữa thì chúng ta mới thực sự biết được cái sự ảnh hưởng như thế nào những đồng như là Solana các bạn có chắc chắn là sẽ có thể sống sót qua mùa này hay không thì đó là lòng tin của mọi người mà thôi nhưng mà nói với thuận đó là thuận chỉ có thể nói với các bạn là bây giờ nhiều đồng tình hình là không rõ ràng cho nên chuyển trở lại và trung bình giá BTC cho đến khi nào mà rõ ràng hơn, cho đến khi mà chúng ta biết được khi mà có tài liệu tòa án đó là những công ty nào nợ FTX bao nhiêu tiền và họ có qua được cái cơn hoạn nạn này hay là không. Đó chính là cái suy nghĩ của Thuận hiện bây giờ cho nên Thuận mới chia sẻ với các bạn là Thuận trở lại và chung mình giá BTC cho đến khi nào mà rõ ràng hơn và đó là cái chiến lược hiện tại nhưng mà nói chung đó thì thuận vẫn có cái sự tin tưởng là chúng ta còn khoảng chừng một năm nữa mà thôi và đấy đó thì nếu như dự thực sự sẽ có trong vòng hai ba tuần nữa và chúng ta còn một năm nữa để mà tích lũy trước khi mà thị trường thực sự hồi phục và có một cái mùa mới đó là cái lòng tin của thuận vẫn không thay đổi hiện tại và đối với thuận đó đầu tư là như thế này các bạn nào mà còn nhớ đó những cái game đua xe 2D đó hồi đó mà các bạn hay chơi lúc mà còn nhỏ hay không Thì cách chơi rất là đơn giản luôn các bạn Xe về màn hình thì cứ tiến tới Và nhiệm vụ các bạn đó là cứ vượt qua những cái chướng ngại vật Nếu như các bạn đụng vào thì các bạn coi như là phải trở lại từ đầu Cho nên vượt qua chướng ngại vật để đi xa nhất Và đến đích là cách chơi của những game này rất đơn giản luôn các bạn chỉ cần bấm trái phải mà thôi màn hình nó sẽ tự tiến tới thì nếu chúng ta nghĩ đến đầu tư nói chung đó và crypto nói riêng thì cũng như vậy đó các bạn quan trọng đó là bạn đầu tư vào tài sản tốt và vượt qua những cái sự kiện và các lừa đảo nhưng dù các bạn đó chỉ có vậy mà thôi thị trường sẽ tự tiếp tục phát triển đó là cái suy nghĩ của thuận về đầu tư dài hạn và trung bình giá và nói tới đầu tư dài hạn và trung bình giá đó thì để thuần update với các bạn cái danh mục đầu tư mới nhất của thuần thì đây là danh mục đầu tư mà thuần đã update vào ngày hôm qua thì tính cho tới ngày hôm qua đó tính riêng về crypto đó thì thuận lưu trữ là 54,6% BTC trong thời gian tới đây thuận sẽ tích lũy BTC cho nên con số này nó sẽ có thể tăng thêm nữa Ethereum đó thì vẫn là đứng thứ nhì là 24% BNB là khoảng 14,81% Cardano là 4,87% XRP là 1,29% và những đồng khác đó con số rất là nhỏ trong đó chúng ta có dogematic đó chỉ có 0.4% mà thôi thời điểm bây giờ đó thường tích lũy thêm BTC và đương nhiên những đồng altcoin đó thường sẽ không có bán vẫn lưu trữ y chang như vậy chỉ tích lũy thêm BTC mà thôi đó là về crypto còn về tổng tài sản thì sao về tổng tài sản đó thì các bạn thường thường cũng mới vừa update ngày hôm qua thì bây giờ đó cái số lượng tiền mặt đó các bạn thấy được là cách đây khoảng chừng 2 tuần là 31,4% Bây giờ tiền mặt của thường tới 33,33% ,33 có phải là thường bán Cho nên có thêm tiền mặt hay không thì không phải đâu Tại vì giá của những cái mảng đầu tư đó giảm xuống Thì đương nhiên phần trăm tiền mặt nó sẽ chiếm phần trăm cao hơn Chứ thật ra cái số lượng tiền mặt đó đã ít đi theo thời gian Tại vì thường dùng tiền mặt để mà trung bình giá Hiện giờ mà cộng với là tiền thường làm việc được Thêm vào đó chúng ta có crypto đó là 32,8% còn về cổ phiếu đó thì đồng chi lưu trữ khoảng chừng là 3.5% mà thôi, những tài sản khác là 30.3%. Đó là cái cập nhật mới nhất về cái danh mục đầu tư của Thuận. Và đương nhiên đây đó là update hàng tuần để các bạn theo dõi quá trình đầu tư. Thông tin nó chỉ dùng để tham khảo và không phải lời khuyên đầu tư vì mỗi người có mỗi vị thế, thời gian và nhu cầu đầu tư khác nhau. Cho nên các bạn nên nhớ đó là đừng tin ai, tự tìm hiểu từ crypto nhớ chút lời phân bổ vốn không vay mượn zoom out đầu tư dài hạn đó là những cái quy định của thuận đặt ra cho bản thân của mình và ở phần cuối video này thôi thùng muốn cập nhật với các bạn liên quan tới cái danh mục đa màu trung bình giá trên coincheck gold các bạn đã nhớ đây là cái danh mục đầu tư mà thùng và các bạn đã cùng nhau tạo ra để các bạn có thể thấy hiệu ứng của trung bình giá đó một thời gian dài thì chúng ta chỉ mới bắt đầu mà thôi các bạn thấy được là chúng ta đã trung mình giá đó mỗi một tuần là 100 đô vào Bitcoin và 100 đô vào Ethereum bắt đầu từ ngày 4 tháng 4 thì cái chiến lược trung bình giá này chúng ta đã thực hành từ tháng 4 tới bây giờ là khoảng 6 tháng mấy đó thì trong 6 tháng mấy qua thì đương nhiên thị trường không được tốt nhưng mà các bạn thấy được là cho dù thị trường đã xuống rất là nhiều trong vòng 6 tháng mấy qua đó thì đối với trung bình giá chúng ta vẫn đang âm 26,36% hiện tại nhưng mà cái con số âm này đó nó thấp hơn nhiều so với lại nếu như mà các bạn không trung bình giá mà mua ở thời điểm cách đây vài tháng cho nên trung bình giá vẫn cho các bạn có được một cái mức giá trung bình nó tốt hơn Và đương nhiên trung bình giá là một cái chiến lược dài hạn Chúng ta chỉ mới có mấy tháng mà thôi Khoảng chừng là 1-2 năm sau các bạn mới thực sự thấy được cái ảnh hưởng của trung bình giá này như thế nào Cho nên hôm nay chúng ta lại sẽ tiếp tục trung bình giá 100 đô vào Ethereum Thì ở mức giá là 1.249 100 đô Ethereum thì các bạn có thể mua được bao nhiêu Các bạn có thể mua được là 0.08 Ether Thuận sẽ bấm Submit Rồi chúng ta cũng sẽ làm cái điều tương tự liên quan tới BTC thì 100 đô các bạn có thể mua được 0.006 BTC thùng sẽ bấm submit Thì coi như chúng ta cũng đã thành công Trung bình giá tuần này cho chương mục demo Chúng ta sẽ trở lại tuần sau để tiếp tục trung bình giá Các bạn có suy nghĩ gì? Bởi vì như mình thường chia sẻ các bạn hãy comment ở bên dưới cái video này và đây tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ trong cái video này. rất cảm ơn những bạn nào mà đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay. những bạn nào mà muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng một thuận capital, đó có thể bấm vào cái link bên dưới cái video này để tìm hiểu những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà các bạn tham gia vào những sàn như là OKX, CoinW, Binance, Bybit và một số những cái dịch vụ khác như bạn nhìn thấy trên màn hình một lần nữa đó sàn giao dịch thì các bạn nên xem như là một công cụ để mà giao dịch chứ không phải nơi để mà lưu trữ tài sản lâu dài và thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn Let's go. Yeah. I'm like an addict do i gotta have it i ain't even playing got a really bad habit if it moves gotta grab it fuse like a magnet lose won't have it till i'm doomed in a casket i ain't playing gotta...